5 đang là Tô Văn Hạnh, số 9 Đỗ Đức Lợi, Đỗ Văn Lợi, số 7 đang là Thần Ngọc Trưởng, đội trưởng, số 23 đang là Thủ Thành Khánh Quý, số 21 Lê Văn Thảo, số 10 Nguyễn Thành Phú, số 11 Nguyễn Trần Trung, số 15 đang là Nguyễn Thanh Mạnh. Vừa rồi là cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến từ các thủ bên phía đội bóng Phước Chánh. Số 12 Rằng Anh Tuấn, số 16 đang là Phan Đình Thắng, số 8 Lê Văn Quyên và số 19 Trần Cao Vũ, cùng với đó là Trần Quốc Việt. Huấn luyện viên trưởng của các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Chánh đó là ông Tô Văn Suý, trưởng đoàn đó là bà Nguyễn Thị Lan và sáng sắc viên đó là Trần Ngọc Toản. Và bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi một tình huống đá phạt đến từ các cầu thủ đơn vị tài trợ. Đối với giải đấu năm nay thì đơn vị tài trợ đang có được sự phục vụ rất nhiều những cầu thủ khá là chất lượng. Và họ đã có một chiến thắng đầu tiên ở trong ngày khai quân với tỷ số là 2-0 với các cầu thủ Thạch Khê. Và đây cũng có thể là một trong những đối thủ rất đáng gờm đối với các cầu thủ Phước Chánh. Đội bóng Phước Chánh cũng đã có được một chiến thắng khá là tưng bừng. Đội hình của họ đang có sở hữu rất nhiều những cái tên chất lượng như là Thần Ngọc Trưởng, một trong những thủ lĩnh của các cầu thủ Phước Chánh. Cùng với đó là những cầu thủ có những kỹ thuật cực kỳ là điêu luyện và họ đang có được những sự ủng hộ đến từ các cổ động viên của thôn nha. Cùng với đó là những gì mà chúng ta cũng có thể thấy được, một trong những giải đấu đang quy tụ rất nhiều những cầu thủ chất lượng và có độ tuổi khá là trẻ trung. Vừa rồi là một tình huống đá góc đến từ các thủ bên phía đội bóng Phước Chánh. Vào sáng nay thì chúng ta sẽ diễn ra hai trận bán kết ở kỳ đại hội năm nay, đó là gặp đấu giữa đơn vị tài trợ và Phước Chánh và cặp bán kết hai đến từ đơn vị Tây Nam và các cầu thủ Phước Phú Đông. Ngày hôm qua thì Tây Nam cũng đã có một chiến thắng rất là kịch tính trên chấm penalty với các cầu thủ Đông Nam. Còn Phước Phú Đông thì họ đã có một chiến thắng thuyết phục trước các cầu thủ bên phía đội bóng Xuân Lư. Và sáng nay thì chúng ta sẽ tìm ra hai đội bóng lọt vào vòng trận chung kết vào diễn ra vào ngày 4 tháng 8 vào chiều mai vào lúc 15 giờ. Chính vậy rất mong mọi người chúng ta cùng đồng hành với giải đấu năm nay cho đến hết mùa giải. Hiện tại trên sân một cầu thủ cũng đang gặp chấn thương rồi. Bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng đơn vị tài trợ. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của các thủ đơn vị tài trợ đang là một ngoại hình khá là đồng đều. Họ đang đem đến giải đấu năm nay với chất lượng cầu thủ với một ngoại hình cực kỳ là chất lượng. Người mang băng thủ quân của các cầu thủ đơn vị tài trợ trong trận đấu ngày hôm nay đó là Phan Văn Tài. Hiện tại thì Văn Tài đang thi đấu ở trên hàng công. Và người mang băng đội trưởng của các cầu thủ Phước Chánh vẫn đang là Thần Ngọc Trưởng. Đấy rồi, cơ hội lên bóng dành cho các thủ đơn vị tài trợ.
đang có một chút lung túng ở trong sự nhập cuộc đến từ các thủ Phước Chánh. Họ vẫn chưa bắt nhịp được trận đấu. Phước Chánh là một đội bóng sở hữu được nhiều cầu thủ có tố chất kỹ thuật cao. Chính vì vậy họ đang có được một lối chơi ban bật. Và liệu thì trong trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Tô Văn Suý, ông sẽ thực hiện lối chơi chiến thuật như thế nào khi đối đầu với ông? Đó là một đơn vị tài trợ, họ đang có được một chất lượng đội hình khá là đồng đều. Để khắc chế được lối chơi này thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những sự điều hành đến từ ban huấn luyện của đội bóng Phước Chánh. Bây giờ sẽ là một tình huống đá góc đến từ các thủ bên phía đội bóng Phước Chánh. Người thực hiện của đó là Đỗ Văn Lợi. Đường chuyền hơi mạnh đến từ các thủ Phương Trấn. Rõ ràng đây sẽ là một thử thách đối với đoàn quân của huấn luyện viên Tô Văn Suý. Khi những cuộc nhập cuộc đầu tiên đang cho thấy một sự e dè đến từ các cầu thủ bên phía Phước Chánh đối với các đơn vị đơn tệ đây là đội bóng đang đơn vị tài trợ. Và theo như quan sát thì đây sẽ là một tình huống ném biên đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Chánh. Vừa rồi là cú đá chân đến từ Thành Phú. Đường chuyền rất mạnh vượt lên phía trên dành cho đội trưởng Văn Phật Thanh Tài. Vẫn đang tiếp tục là những tình huống phối hợp bên hàng lang cánh phải. Các cầu thủ Phước Chánh đang tổ chức tấn công. Và vẫn đang bị sự vây ráp rất rác đến từ các cầu thủ bên phía đơn vị tài trợ. Đấy rồi, phản công dành cho các thủ đơn vị tài trợ. Vẫn không được, vẫn có một sự tỉnh táo đến từ cầu thủ số 11 bên phía đội bóng Phước Chánh, đó là Trần Trung. Rõ ràng các thủ đơn vị tài trợ đang là một ẩn số của mùa giải năm nay. Đấy là cơ hội dành cho Phước Chánh. Đó là một tình huống lao ra kịp thời đến từ thủ thành bên phía đơn vị tài trợ. Bóng vào trong cuộc. Rất quyết liệt. Đây là đăng thủ. Ném biên dành cho các cầu thủ bên phía đơn vị tài trợ. Với những gì mà các cầu thủ đơn vị tài trợ đã nhập cuộc ở trong những khoảng thời gian đầu hiệp 1 này thì rõ ràng đây không phải là một đội bóng tầm thường. Họ đến với kỳ đại hội năm nay với một dàn cầu thủ khá là chất lượng, quy tụ nhiều những cầu thủ khác nhau ở nhiều đơn vị. Và ông huấn luyện viên trưởng ông Võ Văn Hoàng cũng đang rất muốn khát khao ở trong kỳ đại hội này với một chiếc cúp vô địch ở trong kỳ đại hội mà đơn vị tài trợ. Họ sẽ là nhà tài trợ chính của giải đấu năm nay. Và theo như được biết thì
Theo như ban tổ chức chia sẻ thì hiện tại cũng đã có hơn 3.000 chai nước suối mang thương hiệu Núi Chúa Đèo Le đã được phục vụ cho hàng ngàn quý vị khán giả đang có mặt ở trên sông Đồng Gò Cát ở trong 3 ngày thi đấu vừa qua. Và khả năng là trong những ngày tới sắp đây, 2 ngày thi đấu còn lại thì sẽ liên tục là những sự hỗ trợ đến từ đơn vị tài trợ chính. Và luôn luôn có những chai nước suối mang thương hiệu Núi Chúa Đèo Le để phục vụ cho tất cả quý vị khán giả cùng với các cầu thủ đang thi đấu và tham gia ở trong kỳ đại hội năm nay. Và đó là một trong những thành công mà ban tổ chức cũng xin trân trọng cảm ơn đơn vị tài trợ chính. Rõ ràng với thời tiết như thế này, nước vẫn đang là một điều gì đó rất cần thiết để bổ sung cho tất cả các cầu thủ cũng như là quý vị khán giả đang có mặt ở trên sông Đồng Gò Cát. Và điều này là một điều thiết thực mà ban tổ chức cũng đã làm được. Chính vì vậy, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đơn vị tài trợ chính, công ty Núi Chúa Đèo Le, mang thương hiệu Núi Chúa Đèo Le. Phản công dành cho các thủ bên phía đơn vị Phước Chánh, rất nguy hiểm, bóng đã dội vào sân ngang. Bóng vẫn là sự kiểm soát đến từ Phước Chánh. Vẫn đang là những cơ hội lên bóng dành cho Phước Chánh. Ném biên. Các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Chánh cho rằng đã có một tình huống để bóng chạm tay. Thế nhưng ông trọng tài Minh Thị vẫn đang rất chắc tay ở trong pha bóng vừa rồi khi ông cho rằng bóng đã khép tay rất kín. Trọng tài lưu ý sự thay đổi người đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Chánh. Cầu thủ rời sân đó là cầu thủ số 17, người được tung vào sân đó là cầu thủ số 8. Đã có những sự thay đổi người đầu tiên ở trong hiệp một này đến từ huấn luyện viên trưởng ông Tô Văn Suý. Minh Thủ đã rời sân và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến một tình huống đá góc tiếp theo đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Chánh. Phước Chánh cũng đã có những bàn thắng ở trong trận đấu với các cầu thủ An Phú với những tình huống cố định như thế này. Thế nhưng đối mặt với họ đang là một đại diện đơn vị tài trợ với rất nhiều những cầu thủ với chất lượng ngoại hình khá là cao to. Điều này rất khó để cho có những tình huống không chiến. Khá hay. Tình huống để mất bóng đến từ Văn Lợi. Thế nhưng vẫn đem về cho các thủ Phước Chánh một tình huống ném biên. Trần Trung sẽ là người thực hiện pha ném biên này dành cho các thủ Phước Chánh. Chúng ta có thể thấy được rõ ràng về ngoại hình thì chúng ta có thể nhận biết được các cầu thủ Phước Chánh đang có ngoại hình không nhỉnh hơn so với các cầu thủ đơn vị tài trợ. Thế nhưng họ đang sở hữu được một lối chơi kỹ thuật ở trong trận đấu với các cầu thủ An Phú. Điều đó nó cũng đã thể hiện rất nhiều và cụ thể hóa với những bàn thắng. Và quan trọng hơn thì họ đang được sự thủ lĩnh đến từ Thằng Ngọc Trưởng, một trong những cầu thủ đã thi đấu rất hay ở trong trận đấu vừa qua. Và đây sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp đến từ các thủ bên phía Phước Chánh. Và đứng trước bóng vẫn đang là đội trưởng số 7, Thân Ngọc Trường. Và anh cũng sẽ là người thực hiện pha đá phạt này. Khả năng đây sẽ là một tình huống đá phạt dứt điểm thẳng vị khung thành của đơn vị tài trợ. Hay là một tình huống treo bóng vào. Ở bên trong đang có Trần Trung, Văn Lợi. Đó là một tình huống phối hợp có chủ đích đến từ Thân Ngọc Trường. Sự góp mặt của bốn đại diện rất mạnh ở trong mùa giải năm nay đều là xứng đáng khi những đội bóng đến với trận bán kết. Một và hai này đều là những sự có mặt đều là xứng đáng và thích hợp khi họ đang thể hiện được rất nhiều quyết tâm. Và trận đấu có thể nói là cực kỳ cảm xúc, đó là trận đấu đến từ cặp đấu giữa Đông Nam và Tây Nam. Đông Nam và Tây Nam đã
cho khán giả đi đến từng cảm xúc khác nhau. Đông Nam đã có chiến thắng hay không? Thế nhưng Tây Nam cũng đã gỡ hòa và đã có được chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu 11m và qua đó góp mặt ở trong trận bán kết hai này. Người đang có bóng đó là Hồng Cường. Lấy bóng dành cho đội vị tài trợ. Đường chuyền không thể đến được với đội trưởng Văn Tài. Vẫn tiếp tục là một tình huống đánh chặn khá hay đến từ Thần Ngọc Trưởng. Sẽ là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Phước Chánh. Ở trong mùa giải năm nay thì tổ trọng tài chính cũng đã đồng hành tất cả các trận đấu. Và đến bây giờ thì rõ ràng chúng ta có thể thấy được tổ trọng tài đang làm việc rất công minh. Với những tình huống thổi còi cực kỳ là chính xác. Sẽ là phản ứng biên dành cho đơn vị tài trợ. Văn Tài lên bóng dành cho các thủ Phước Chánh. Phước Chánh đã có một tình huống lên bóng cầu thủ số 20 đã không thể bắt kịp được đường chuyền vừa rồi. Trên sân thì một cầu thủ đơn vị tài trợ đã gặp chấn thương rồi. Hiệp một của chúng ta đã bước sang phút thi đấu thứ 15. Tỷ số hiện tại nó vẫn đang là 0-0. Điều này cho thấy một cặp đấu đang cực kỳ là căng tài căng sức. Trận đấu của chúng ta đang bị gián đoạn với một tình huống nằm sân của các thủ đơn vị tài trợ. Trọng tài lưu ý các cầu thủ bên phía đội bóng đơn vị tài trợ đã có sự thay đổi người. Người rời sân đó là cầu thủ số 7. Và cái tên được thay thế đó là cầu thủ số 10. Thành Huân sẽ là cái tên được thay thế. Và cầu thủ số 7 là Trường Giang. Đây là Đan Trường. Đan Trường hiện tại cũng đang có mặt ở trong bên là cánh phải. Hơi vội vàng, đó là một đường chuyền hơi vội vàng đến từ cầu thủ số 11, đó là Trần Trung. Phát bóng lên dành cho cầu thủ Phước Chánh.
Có ném biên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng đơn vị tài trợ. Trọng tài xác định sẽ là một tình huống ném biên. Đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội người tài trợ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với một tình huống đá phạt đến từ các thủ đơn vị tài trợ. Chúng ta có thể thấy sự quyết tâm đến từ các thủ đơn vị tài trợ là như thế nào khi họ đá luôn rất nguy hiểm và bàn thắng đến từ các thủ đơn vị tài trợ. Thế nhưng tình huống trọng tài đã căng rồi, nhưng như đó là lỗi lưu quỷ đến từ các cầu thủ đơn vị tài trợ. Bàn thắng không được công nhận và trọng tài biên ông Văn Thành cũng đã căng cơ. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ đơn vị tài trợ, bàn thắng không được công nhận. Thế nhưng tình huống vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy sự nguy hiểm đến từ các cầu thủ đơn vị tài trợ là như thế nào. Hệ thống phòng ngự của các cầu thủ Phước Chánh cần phải tập trung hơn ở trong những tình huống như thế này. Có ném biên dành cho các thủ Phước Chánh. Cơ hội rất hay, không vào. Thêm một tình huống đá góc nữa dành cho các cầu thủ Phước Chánh. Một tình huống đá góc bên hành lang cánh trái. Những tình huống cố định nó cũng sẽ đem về những cơ hội dành cho Phước Chánh. Khi hiện tại thì đội bóng này vẫn chưa có được những tình huống phối hợp bằng bậc như ở trong trận đấu với các cầu thủ An Phú. Vì hiện tại rõ ràng các cầu thủ đơn vị tài trợ đang có một sự đầu tư về chất lượng ngoại hình. Và những tình huống băng bật đến từ Phước Chánh hiện tại nó vẫn chưa thể đem lại sự hiệu quả. Đấy là khởi bóng dành cho đội trưởng Văn Tài. Văn Tài hiện tại sở hữu một ngoại hình khá là đồ sộ. Thế nhưng cầu thủ này vẫn đang sở hữu cho mình một kỹ thuật khá là tốt. Một tình huống lóng ngóng đến từ các cầu thủ bên phía Phước Chánh. Rõ ràng sự áp đảo đến từ Phước Chánh nó vẫn khiến cho hệ thống phòng ngự của các cầu thủ đội bóng đỏ đang gặp quá nhiều vấn đề. Đấy rồi, bóng đang trong chân các thủ Phước Chánh. Người đang có bóng đó là Lê Văn Thảo. Thêm một tình huống nằm sân nữa đến từ các thủ đơn vị tài trợ. Người đang nằm sân đó là Đức Hiệp. Hiện tại thì khán giả đang ngày một đông hơn ở trên sông Đồng Gò Cát.
Pha hãm bóng không thành công đến từ các thủ đơn vị tài trợ. Văn Khuyên là người đã có một tình huống áp sát ở trong pha bóng vừa rồi đến từ các thủ Phước Trấn, và bây giờ sẽ là một tình huống ném biên. Hiện tại thì trận đấu đang diễn ra khá là cân bằng. Phước Chánh và đơn vị tài trợ đang cống hiến được cho khán giả một trận đấu thực sự căng tài căng sức. Cơ hội dành cho các thủ Phước Chánh không vào. Đấy rồi, nó vẫn là một tình huống bọc lót kịp thời đến từ các thủ đơn vị tài trợ. Đây là Ngọc Trường, vẫn đang là Ngọc Trường. Đường chuyền rất nguy hiểm, đã có một tình huống dứt điểm, thế nhưng bóng không trúng tầm bóng, lực bóng đi quá nhẹ. Và người dứt điểm cuối cùng đó là cầu thủ số 9 Đỗ Văn Lợi. Đã có một dấu hiệu tích cực đến từ lối đá của các cầu thủ Phước Chánh. Họ cần phải tập trung hơn và cần thêm những sự chính xác ở trong những đường chuyền cuối cùng. Đó là một tình huống cao sân. Vừa rồi là tình huống cao chân đến từ Đinh Thuận. Bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt. Và vẫn là Ngọc Trưởng. Tiếp tục là một tình huống phối hợp đá phạt rất nguy hiểm. Đó là pha lao ra đến từ thủ thành bên phía đơn vị tài trợ. Vẫn là những tình huống tranh chấp rắc rác đến từ cả hai. Vừa rồi là một pha tranh chấp đến từ cầu thủ số 10. Cùng với đó là cầu thủ số 16 bên phía đơn vị tài trợ. Pha tranh chấp đến từ Thành Phú. Và lại một tình huống đá phạt dành cho Phước Chánh ngay ở khu vực giữa sân. Văn Trưởng vẫn ra là người thực hiện pha đá phạt này. Vẫn là những tình huống phối hợp đá phạt. Không phải là một tình huống dứt điểm thẳng về phía khung thành của đơn vị tài trợ. Ngọc Trưởng có đá góc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Phước Chánh. Hiện tại thì Văn Tài, đội trưởng bên phía đơn vị tài trợ, vẫn là người thi đấu cao nhất trên hàng công của đội bóng này. Cùng với đó là cầu thủ số 20 Ngô Ngọc Thuận. Và theo như được biết thì cầu thủ số 20 Ngô Ngọc Thuận đang là người tài trợ chính cho giải đấu năm nay. Vẫn là cơ hội nguy hiểm đến từ Phước Chánh. Dứt điểm không được, hơi vội vàng. Đó là pha dứt điểm vừa rồi đến từ các thủ đơn vị Phước Chánh. Phước Chánh đang có những tình huống lên bóng nhiều hơn ở trong khoảng thời gian vừa qua. Hiệp một của chúng ta đã bước sang phút thi đấu thứ 28. Vẫn cần thêm một khoảng thời gian để chúng ta có thể cho thấy sự nguy hiểm đến từ các thủ Phước Chánh. Họ đang bắt nhịp lại dần trận đấu. Đây là một tình huống lên bóng đến từ đơn vị tài trợ. Đây là Văn Tài. Văn Tài không được. Văn Tài đã không thể có một pha dứt điểm. Vừa rồi là một tình huống can thiệp đến từ Lê Văn Thảo.
sẽ là một tuần đá góc đến từ các đơn vị tài trợ. Đã có lỗi ném biên. Lên bóng dành cho Phước Trần, trọng tài không cắt rồi. Trọng tài vắng bắt bắt đầu, đây là cơ hội dành cho cầu thủ số 20. Sẽ và ném biên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng đơn vị tài trợ. Lê Văn Thảo là người đã có một tình huống tranh chấp. Thêm một tình huống ném biên nữa dành cho đơn vị tài trợ. Đó là Văn Khuynh. Vẫn đang là những cầu lên bóng dành cho Phước Trấn. Đây là Duy Hòa. Trận đấu đang diễn ra rất là căng tay. Cả hai vẫn đang chưa có bàn thắng. Bàn thắng vẫn đang là một điều gì đó rất khan hiếm ở trong trận bán kết này. Vì đây là một tính chất của một trận đấu bán kết. Chính vì vậy cả hai vẫn đang nhập cuộc khá là chắc chắn. Họ vẫn không muốn mạo hiểm để phải trả giá với những bàn thua. Và đây là phản công dành cho các cầu thủ của Phước Trần. Một pha qua người không thành công đến từ Ngọc Trưởng. Ngọc Trưởng vẫn đang là người đang được đặt niềm tin rất lớn ở trong trận bán kết này. Vẫn có một đường truyền đến từ Ngọc Thuận. Đấy rồi, phản công dành cho các cầu thủ bên phía được Phước Trấn. Đây là Văn Thảo. Đã có một tình huống xoạc bóng đến từ Văn Thảo. Sẽ là lấy biên dành cho đơn vị tài trợ. Rất quyết liệt. Một tình huống kề chân khá nguy hiểm đến từ Phước Đạt. Đó là tình huống phạm lỗi đối với Đăng Tử. Những tình huống tranh chấp rất quyết liệt đến từ cả hai. Vẫn đang khiến cho trận đấu chúng ta đang diễn ra khá là kịch tính và hấp dẫn và sôi động. Thế nhưng chúng ta cần một bàn thắng. Đó là chất xúc tác để cho trận đấu này cảm xúc hơn. Vẫn đang là cơ hội lên bóng dành cho đơn vị tài trợ. Đường truyền quá nhẹ đến từ Ngọc Trường. Hiện tại thì Văn Hạnh cùng với Ngọc Trường và Trần Trung đang là ba cái tên thi đấu thấp ở bên phía các cầu thủ Phước Trấn.
Thời tiết hiện tại đang ngày một nắng hơn. Điều này nó đang ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực của các cầu thủ. Và tất cả các trận đấu của kỳ đại hội thể dục thể thao và hội thao quốc phòng của xã quê Mỹ năm 2024 này đều được diễn ra trên nền tảng FTP Media. Chính vậy những mọi người chúng ta không có dịp được chứng kiến trực tiếp trên sông Đồng Cò Cát, mọi người chúng ta có thể truy cập ngay vào fanpage của FTP Media và liên hệ với anh Thành FTP, một trong những người anh em cùng cha khác mẹ với ca sĩ Sơn Tùng MTV. Đây sẽ là một tình huống đá phạt đến từ các thủ đơn vị tài trợ. Đường truyền dành cho Ngọc Thuận. Những bước chạy khá là dễ thương đến từ cầu thủ số 20. Rõ ràng ngoại hình cũng không phải là vấn đề đối với Ngọc Thuận, khi hiện tại cầu thủ này vẫn đang có được sự quyết tâm ở trong trận đấu này, và hiện tại ông cũng đang rất cố gắng để tìm kiếm bàn thắng. Một sự khát khao ghi bàn, đó là niềm đam mê bóng đá. Hay là cầu thủ thi đấu trên cao nhất trên hàng công của đơn vị tài trợ đang có một ngoại hình có khá là dễ thương. Và theo như ban tổ chức, hiện tại thì hiệp một của chúng ta đã bước sang phút thi đấu thứ 36. Thời gian còn khoảng độ tầm 4 phút nữa sẽ khép lại. Bàn thắng thì vẫn chưa đến. Thế nhưng chúng ta vẫn cho thấy được sự quyết tâm đến từ cả hai. Và đây là một trận đấu có thể nói là căng tài căng sức. Đúng là kẻ tám là người nửa cân. Bây giờ sẽ là một tình huống ném biên dành cho các cầu thủ Phước Chánh. Khả năng hiệp 1 của chúng ta nó sẽ khép lại với tỷ số là 0-0. Và khả năng sau hiệp thi đấu đầu tiên này thì sẽ có những sự chỉ đạo đến từ cả hai huấn luyện viên trưởng ông Văn Hoàng và ông Tô Văn Suý. Và theo như ban tổ chức thì hiện tại trận đấu hiệp thi đấu đầu tiên của chúng ta sẽ có thêm 1 phút bù giờ. Đây là Trần Trung, Lê Văn Thảo. Sẽ là pha ném biên dành cho đơn vị tài trợ. Đấy rồi. Đấy rồi, cơ hội thế nhưng trọng tài đã căng cờ rồi. Lỗi liệt vị đến từ cầu thủ số 20, Ngô Ngọc Thuận. Chúng ta có thể thấy bóng liên tục nhồi về phía cầu thủ số 20 của đơn vị tài trợ. Đồng đội luôn liên tục hỗ trợ cho cầu thủ số 20. Sẽ là một tình huống đá phạt, vừa rồi đó có một tình huống tranh chấp đến từ Phước Chánh. Và trọng tài Minh Thi thì ông cũng đã cắt coi, lỗi đến từ các cầu thủ áo đỏ. Đấy rồi, không được. Đấy là văng tay. Có ném biên dành cho các thủ để mình đội bóng đơn vị tài trợ. Và đây khả năng cũng sẽ là cơ hội cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên này.
Và theo như sự chỉ đạo đến từ đội trưởng Văn Tài thì anh đang yêu cầu các đồng đội chúng ta dồn sức tấn công ở trong pha bóng cuối cùng đây. Không được, đã có một tung bóng đến từ cầu thủ số 10 bên phía đơn vị tài trợ. Thì một khả năng sẽ khép lại với tỷ số là 0-0. Trận đấu vẫn đang diễn ra khá là chắc chắn. Và đúng lúc này thì tiếng gọi của trọng tài Minh Thi đã vang lên. Hiệp 1 chúng ta tạm thời khép lại với tỷ số là 0-0. Mọi người chúng ta nghỉ giải đấu trong 10 phút, sẽ gặp lại nhau trong hiệp thi đấu thứ hai.
Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng trở lại sân vận động Gò Cát để chúng ta cùng nhau chứng kiến hiệp thi đấu thứ hai. Cặp đấu giữa các cầu thủ Phước Chánh và đơn vị tài trợ Hiệp một chúng ta đã diễn ra với một thế trận tương đối là cân bằng. Và trận đấu vẫn đang chưa có bàn thắng, thế bế tắc vẫn chưa được phá vỡ. Và bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Cặp bán kết đầu tiên đến từ đơn vị Phước Chánh và đơn vị tài trợ. Và trong hiệp thi đấu thứ hai này thì bên phía đầu bóng đơn vị tài trợ đã có sự thay đổi người đầu tiên khi cầu thủ số 20 Ngô Ngọc Thuận là người rời sân và cái tên được tung vào sân đó cầu thủ số 3 Trần Ngọc Tài. Và tiếng gọi của trọng tài Minh Ti cũng đã vang lên, hiệp 2 của chúng ta đã được khởi tranh. Hiệp 2 này thì các thủ đơn vị tài trợ là đội bóng giao bóng trước. Hiệp 1 là một thế trận tương đối là cân bằng. Và hy vọng rằng ở trong hiệp 2 này sẽ có những tình huống hứng khởi và nguy hiểm hơn để giúp cho khán giả đang có mặt ở trên vòng đồng Gò Cát chứng kiến được những bàn thắng đẹp. Và trong suốt những ngày đấu diễn ra của kỳ đại hội thì hiện tại đã có rất nhiều những bàn thắng được ghi. Và luôn có những siêu phẩm ở trong từng trận đấu. Và hy vọng rằng trận đấu của trận bán kết này nó cũng sẽ không ngoại lệ. Và thay mặt cho ban tổ chức thì chúng ta xin trân trọng cảm ơn đơn vị tài trợ chính. Đơn vị tài trợ công ty Thịnh Thuận Quảng Nam, nhà máy nước suối nuôi chuối Đều Le đã tài trợ chính cho giải đấu năm nay. Và cảm ơn một lần nữa xin cảm ơn đơn vị tài trợ livestream trực tiếp Trung tâm Thể dục Thể thao Tuấn Sport Đà Nẵng là người đã đồng hành cho giải đấu năm nay và tài trợ chính cho đơn vị truyền thông. Đây là lời bóng dành cho các thủ bên phía đội bóng Phước Chánh. Và ngay sau khi trận đấu này khép lại thì chúng ta sẽ có cuộc đối đầu cũng khá là hấp dẫn đến từ cặp đấu giữa Tây Nam và Phúc Phú Đông. Hiện tại theo như quan sát thì các cầu thủ Tây Nam và Phúc Phú Đông đã có mặt. Bóng vẫn trong cuộc. Đây là Văn Thảo. Vì đây là một tính chất của một trận đấu knockout, chính vì vậy nếu như trận đấu khép lại mà bắt phân thắng bại thì cả hai sẽ bước vào loạt đấu súng. Và ở trong kỳ đại hội này thì cũng đã có loạt súng đầu tiên khi các thủ Tây Nam và Đông Nam đã đối đầu với nhau.
Vừa rồi là một tình huống va chạm đến từ các đơn vị tài trợ và Phước Chấn. Và sẽ là một tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ áo xanh. Lấy bóng dành cho Phước Chân. Đội chuyển hơi sâu. Đấy rồi, cơ hội dành cho các cầu thủ Phước Chân. Không được. Một tình huống bắt bóng không dính đến từ thủ thành bên phía đội bóng đơn vị tài trợ. Đó là cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến từ các cầu thủ Phước Chân ở trong hiệp 2 này. Trọng Vĩ sẽ là người thực hiện quả ném biên này. Cơ hội. Vào. Goal. Zero. Why. Một vài dứt điểm rất chắc lượng đến từ cầu thủ số 5. Người ghi bàn bên phía các thủ Phước Chấn đó là hậu vệ số 5 Văn Hạnh. Một tình huống dứt điểm từ rất xa. Anh đã có một pha dứt điểm đi vào góc xa của khung thành và khiến cho thủ thành bên phía đội bóng Phước tài trợ chính phải vào lưới giấc mộng. Một siêu phẩm xuất xa đến từ Văn Hạnh. Thế bế tắc đã được khai thông và trận đấu nó sẽ trở nên kịch tính hơn khi đơn vị tài trợ đang phải là người thi đấu bám đuổi. Đấy, để bóc bóng rất nguy hiểm. Đây là Đáng Trường. Bây giờ vẫn đang là sự tập trung đến từ thủ thành đơn vị tài trợ. Sẽ là ném biên dành cho Phước Chấn. Phước Chấn đã có bàn thắng ở hiệp thi đấu thứ hai này. Đơn vị tài trợ họ cũng đã thi đấu rất tập trung ở trong khoảng độ tầm hiệp 1. Họ đã hóa giải hoàn toàn những cầu lên bóng dành cho Phước Chấn. Thế nhưng hiệp 2 này với tình huống dứt điểm khá chính xác đến từ Văn Hạnh thì hiện tại họ đã bị khuất phục với pha dứt điểm siêu phẩm này. Ngọc Trường vẫn đang là một sự yên tâm đến từ Ngọc Trường của người khai Văn Lợi. Hiện tại thì Phước Chấn đem đến giải đấu năm nay với rất nhiều những cầu thủ trên 2K, rất nhiều những cầu thủ trẻ, cùng với đó là một số cầu thủ giàu cội như là Ngọc Trường hay là Văn Hạnh. Đang là một lứa tiếp cận từ lứa trẻ cho đến những cầu thủ đã thi đấu quá gì dày dặn kinh nghiệm. Sẽ là pha ném biên dành cho Phước Chấn. Hiện tại theo như
đăng ký của đơn vị Phước Chánh thì hiện tại có ít nhất cũng khoảng độ tầm 6 đến 7 cầu thủ trên 2K. Quả người rất hay. Vắng tay. Vắng tay đã bị kéo ngã. Trên sân thì một cầu thủ bên phía đại diện Phước Chánh cũng đang gặp chấn thương. Hiệp hai của chúng ta đã bước sang phút thi đấu thứ 48. Vẫn còn rất nhiều thời gian dành cho đội vị tài trợ để họ có cuộc lợi ngược dòng hoặc là một trận hòa ở trong trận này. Thời gian vẫn còn rất nhiều, nó cũng chả là một vấn đề gì cả khi đơn vị tài trợ họ mới chỉ nhận một bàn thua thôi. Một bàn cũng không là vấn đề khi trong bóng đá một bàn nó cũng là một điều gì đó nó có thể sang lấp bất cứ lúc nào. Đây là Đan Trường. Sau khi nghỉ ca hát thì Đan Trường cũng đã phục vụ cho đội bóng nha. Và hiện tại cầu thủ này với ngoại hình rất nhỏ con, thế nhưng anh cũng đang sở hữu được một kỹ thuật khá là điêu luyện. Điều mà cầu thủ này đang gặp hạn chế đó chính là thể hình. Và huấn luyện viên trưởng của đội bóng này vẫn đang tin dùng Đan Trường ở trên hàng công. Với những gì mà cầu thủ này thể hiện ở trong trận đấu với các thủ An Phú thì hiện tại anh vẫn được tin tưởng ở trên hệ thống tấn công của các thủ Phước Chánh. Và mọi người rất hay đến từ các thủ đơn vị tài trợ. Đức Hiệp là người đã có bình thường dốc biên ở bên cánh phải. Vừa rồi là một tình huống dốc biên đến từ Đức Hiệp và anh đã đem về cho đơn vị tài trợ một tình huống ném biên. Sau khi phải nhận bàn thua thì hiện tại chúng ta có thể thấy được đơn vị tài trợ họ đã đẩy cao đội hình. Đây rồi! Một điều! Theo như tôi đã nói, đó là siêu ẩm và lại thêm một bàn thắng nữa đã được ghi. Và trận đấu thì đã trở về và xuất phát rồi. Wow, đó là một trận đấu bán kết đang đầy nhiều cảm xúc khi cả hai đang ăn miếng trả miếng với nhau. Khi các cầu thủ Phước Chánh đã có được bàn thắng thì ngay sau khi khoảng độ vài phút thì đơn vị tài trợ họ cũng đã có được bàn thắng cơ hòa. Trận đấu chúng ta đang diễn ra rất hấp dẫn ở trong hiệp 2 này. Hiệp 1 chúng ta không có bàn thắng. Thế nhưng hiệp 2 thì chỉ trong vòng khoảng độ tầm 2 phút thôi thì đã có hai bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Và với thế trận như thế này thì chúng ta vẫn còn chờ đợi thêm nhiều bàn thắng nữa. Ném biên dành cho đội vị tài trợ. Có ném biên tiếp theo dành cho các thủ Phước Chánh. Đây là Đức Hiệp. Được chuyển dành cho Văn Tài. Văn Tài đã hơi lỡ đà trong pha bóng vừa rồi. Đây là Trần Trung.
mắc bóng rồi. Lê Văn Thảo tiếp tục đang là Văn Thảo, đường truyền dành cho Đan Trương. Đan Trương làm gì đây? Đây rồi, không vào. Vẫn là một pha dứt điểm đến từ Đan Trương. Và bây giờ một tình huống đá góc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Vượt Chân. Đan Trương cho thấy anh không những hát hay mà anh còn ghi bàn, ghi bà đá bóng rất giỏi. Một tình huống mà anh đã làm khó dễ khung thành của các thủ phía đơn vị tài trợ. Và xử lý khá hay đến từ Đan Trương. Rất may rằng đơn vị tài trợ vẫn đứng vững trong pha bóng vừa rồi với thủ thành đứng trong khung gỗ. Đó là cầu thủ số 22. Thủ thành Phạm Tấn Tùng. Đây rồi, Văn Tài, Văn Tài. Một pha dứt điểm hơi hiền đến từ Văn Tài. Một pha dứt điểm không đủ lực. Văn Tài vẫn đang là cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng công của đại diện đơn vị tài trợ. Và bóng liên tiếp được nhồi lên dành cho Văn Tài. Nếu như có Ngọc Thuận ở trong đội hình thì liên tiếp là những tình huống nhồi bóng dành cho hai tiền đạo này. Văn Thảo rất hay. Đây là Đan Trương. Rồi, đây rồi. 2-1. 2-1 dành cho các cầu thủ đến phía đơn vị Phước Chân. Văn Quỳnh là cái tên đã ghi bàn. Tỷ số hiện tại đã là 2-1 rồi. Sức nóng đang được dần tạo ra đến từ cả hai. Sức nóng thời tiết hiện tại nó cũng không là gì so với sức nóng hiện tại đang có mặt ở trong trận đấu này. Trận đấu bán kết đang diễn ra khá là tương bừng. 2-1 là kết quả hiện tại và bắt đầu tiếp tục là thế bám đuổi đến từ các thủ đơn vị tài trợ. Đã có một thủng kê trần đến từ Đan Trương. Sẽ là một tình huống đá phạt dành cho đơn vị tài trợ. Quả người rất hay. Đây là Văn Lợi. Không được rồi. Đan Trương đã không thể theo kịp đường truyền vừa rồi. Vẫn đang là những tình huống lên bóng đến từ các thủ đơn vị tài trợ. Họ bây giờ phải rơi vào tình huống bám đuổi. Sức nóng đang ngày một giờ lớn hơn. Trận đấu thì hiện tại cũng đang được diễn ra phút thi đấu thứ 57. Thời gian vẫn còn dành cho đơn vị tài trợ. Bóng đã trôi đi hết đường biên dọc. Sẽ là phát nếm biên dành cho các thủ áo xanh. Ngọc Thạch sẽ là người thực hiện pha ném biên này. Đây là Phước Đạt. Tiếp tục là một tình huống có bóng đến từ Văn Quỳnh. Chúng ta có thể thấy được ngoại hình của các cầu thủ bên phía đại diện nhưng đơn vị Phước Chánh vẫn đang có một ngoại hình khá là nhỏ con. Thế nhưng họ đang sở hữu được một kỹ thuật khá tốt. Không có gì nguy hiểm. Để bóng dành cho đơn vị tài trợ. Rất chính xác. Sự khẩn trương đến từ các thủ bên phía đơn vị tài trợ rất hay. Một pha chơi bóng vào, cơ hội văng tay. Không vào. Trọng tài lưu ý. Các cầu thủ bên phía đơn vị tài trợ có sự thay đổi người. Cầu thủ được tung vào sân đó là cầu thủ số 14, người rời sân đó là cầu thủ số 3.
Ngọc Tài là người rời sân. Và sự xuất hiện đến từ cầu thủ số 14, đó là Minh Anh. Đội trưởng Văn Tài đã có một tình huống đối mặt với khung thành của thủ thành Khánh Quý ở trong pha bóng vừa rồi. Thế nhưng vẫn chưa có bàn thắng dành cho người đội trưởng số 9 bên phía đơn vị tài trợ. Mặt bóng đổi, đây là cơ hội lên bóng dành cho các thủ qua sân. Rất hay, cơ hội phản công dành cho đơn vị tài trợ. Đây rồi, không được, bóng vẫn không thể tìm đến cái đầu của đội trưởng Văn Tài. Trọng tài lưu ý các cầu thủ bên phía đơn vị tài trợ có sự thay đổi người. Cầu thủ số 9 là người rời sân. Và người được tung vào sân đó là cầu thủ số 19. Đội trưởng Văn Tài đã rời sân rồi. Khá đáng tiếc khi chúng ta không thể thấy được những bước chạy đến từ đội trưởng Văn Tài. Và bây giờ là sự xuất hiện đến từ cầu thủ số 19. Đó là Võ Thanh Hiền. Huấn luyện viên Võ Hoàng Văn Hoàng cũng đang chuẩn bị liên tiếp có những sự thay đổi người. Vì hiện tại các cầu thủ trên sân của đơn vị tài trợ cũng có một số cầu thủ đã giảm thế lực. Và chắc chắn rằng những cầu thủ được tung vào sân sẽ là những cầu thủ chất lượng. Đến từ huấn luyện viên Võ Ngọc Hoàng. Không được. Đã có hai cầu thủ bên phía đơn vị tài trợ bắt cao ở trong pha bóng vừa rồi. Trọng tài Minh Thị cho rằng bóng đã chạm vào đầu của các thủ đơn vị tài trợ đi ra ngoài. Và sẽ là phát bóng lên dành cho các thủ Phước Chánh. Phút thi đấu thứ 60 của hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu chúng ta vẫn còn khoảng độ tầm 1/2 thời gian của hiệp thi đấu thứ hai nữa. Và thế trận hiện tại, tỷ số hiện tại đang là một tỷ số có lợi dành cho đơn vị Phước Chánh. Và chắc chắn rằng họ sẽ làm tất cả những gì để có thể bảo toàn được tỷ số này. Trong khi đó thì chúng ta có thể thấy được sự khẩn trương đến từ đơn vị tài trợ chính là như thế nào. Khi họ luôn liên tiếp có những tình huống đưa bóng khẩn trương vào khu vực trong sân. Đây là Đức Hiệp. Đáng chừng. Một tình huống bứt tốc đến từ Đăng Trường, không được. Đã có hai tình huống hỗ trợ với nhau. Rắc kỹ thuật Văn Thao. Phước Chánh đang cho thấy sự hứng khởi hơn khi họ đang có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng đơn vị tài trợ livestream trực tiếp Trung tâm Thể dục Thể thao Tuấn Sport Đà Nẵng là nhà tài trợ chính cho tất cả các trận đấu ở trong kỳ đại hội này. Và tất cả các trận đấu này đang được đơn vị MTB Media. Và mọi người chúng ta có thể theo dõi tất cả các bàn thắng cũng như những diễn biến chính của trận đấu này trên kênh truyền thông bóng đá Phú Thọ Miền Trung. Hỏi là kênh bóng đá Phú Thọ MTB Media. Và cũng không quên cảm ơn đơn vị tài trợ chính cho giải đấu năm nay. Đó là công ty Thịnh Thuận Quảng Nam. Nhà máy nước suối Núi Chuối Đều Le. Là người là đơn vị đã tài trợ chính cũng như là đã có những
chai nước suối mang thương hiệu núi Chúa Đèo Le đã phục vụ cho bà con cũng như tất cả các vận động viên ở trong những ngày đại hội diễn ra. Và theo như được biết thì ban tổ chức vẫn đang liên tiếp cung cấp những chai nước suối để phục vụ cho tất cả các thủ cũng như ban tổ chức và các cổ động viên đang có mặt trên sân đồng Gò Cát. Đây là cơ lên bóng dành cho các thủ Phước Chánh, vẫn đang là Đan Trường. Đan Trường bên trong vẫn đang có khá nhiều các thủ bên phía đây dưới Phước Chánh. Lỗi liên quy rồi. Trọng tài Văn Thanh thì cũng đã căng cơ lỗi liên quy đến từ Đan Trường. Ngọc Trưởng. Sẽ là đoàn đến biên dân cho đơn vị tài trợ. Đây là Ngọc Thật. Đảng Trường không thể vượt qua được Ngọc Thật. Xử lý quay. Đây rồi. Lại là lỗi liệt quỳ nữa rồi. Bảy liệt quỳ của các cầu thủ bên phía đồng nghiệp Phước Chánh cũng đã được dâng lên. Mọi người mắc bảy ở trong pha bóng vừa rồi đó là cầu thủ số 16. Đó là Đinh Thuận. Đó là một tình huống phá bóng rất chắc chắn đến từ đội trưởng Đức Hiệp. Sau khi Văn Tài rời sân, Đức Hiệp là người mang bàn thủ quân. Thời gian của hiệp thi đấu thứ hai đã bước sang phút thi đấu thứ 66. Trận đấu của chúng ta đang diễn ra khá hay. Và tỷ số hiện tại nó vẫn đang là nghiêng về phía đơn vị Phước Chánh. Tỷ số hiện tại đang là 1-2-1. Vẫn đang là Đan Trường. Đường chuyền khá hay đến từ Đan Trường. Dành cho Văn Lợi. Vẫn tiếp tục là những tình huống ly bóng đến từ các thủ bên phía Phước Chánh. Sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho các thủ đơn vị tài trợ. Tình huống phát bóng đến từ cầu thủ số 2 Ngọc Thạch. Đức Hiệp. Vẫn đang là một sự chắc chắn đến từ cầu thủ số 6 bên phía Phước Chánh. Đó là Cao Trọng Vĩ. Ngọc Thật. Phước Đạt. Qua người khai. Liên tiếp là những tình huống qua người đến từ Phước Đạt. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Khánh Quý. Ngay sau khi trận đấu này khép lại thì chúng ta sẽ đến với trận bán kết thứ hai đến từ cặp đấu giữa Tây Nam và đơn vị Phước Phú Đông. Lê Văn Thảo. Đường chuyền hơi sâu đến từ Lê Văn Thảo dành cho Đan Trường. Đan Trường vẫn là một cái tên được nhắc đi nhắc lại trên sân. Bóng liên tiếp được nhồi cho Đan Trường với cầu thủ có ngoại hình rất nhỏ con. Thế nhưng đang có sự cho mình một kỹ thuật khá là điêu luyện. Và đây cũng sẽ là một nhân tố và một trong những tài năng trẻ của bóng đá thôn nhà Phước Chánh. Lấy bóng dành cho đơn vị tài trợ. Đấy rồi cơ hội. Rất đáng tiếc đó là một tình huống chơi bóng hơi sâu. Trọng tài lưu ý các thủ đơn vị tài trợ có sự thay đổi người.
Nguyễn Đại Sơn đó là cầu thủ số 4. Sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ Phước Chấn. Vừa rồi là một tình huống chơi bóng hơi sâu và trên sân thì một cầu thủ của Phước Chấn cũng đã gặp chấn thương rồi. Vẫn đã có những tình huống hỗ trợ cho nhau và các cầu thủ đơn vị tài trợ vẫn đang sự quyết tâm rất lớn ở trong trận bán kết này. Bây giờ là sự thay đổi người đến từ các cầu thủ đơn vị tài trợ. Phạm Văn Quý là người được tung vào sân. Hồng Nguyên là cái tên đó. Hồng Nguyên là vào sân, người rời sân đó là Phạm Văn Quý, cầu thủ số 4. Để bóng dành cho Đức Hiệp. Ngọc Thạch. Đường chuyền dành cho Văn Lợi. Rất hay, đây là pha xử lý đến từ Ngọc Thạch. Vừa rồi là pha xử lý đầu tiên đến từ Hồng Nguyên. Trọng tài lưu ý các cầu thủ bên phía Phước Chấn có sự thay đổi người. Người rời sân đó là cầu thủ số 22. Anh Tuấn, và cái tên được tung vào sân đó là Trần Trung. Người rời sân đó là cầu thủ số 22. Có một chút sai lầm đến từ ban tổ chức. Cầu thủ được tung vào sân đó là cầu thủ số 22. Sẽ là một tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đơn vị tài trợ. Và sang sắc viên cũng đã được tung vào sân. Khi tình huống làm sân đến từ cầu thủ số 12. Thời gian đã bước sang phút thi đấu thứ 70. Thời gian cũng có chỉ còn cầm cỡ đầm đủ 10 phút nữa thôi. Và các thủ đơn vị tài trợ họ vẫn đang rất là quyết tâm để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa để đưa trận đấu về loạt sút đấu súng. Và rõ ràng huấn luyện viên Võ Ngọc Hoàng ông cũng đang rất sốt ruột khi các cầu thủ của ông đang gặp chấn thương. Chúng ta cùng chờ đợi một tình huống đá phạt đến từ cầu thủ số 2. Hậu vệ Triệu Ngọc Thạch. Một pha chơi bóng quá sâu đến từ Ngọc Thạch. Thời tiết hiện tại một ngày một nắng hơn. Chính vì vậy nếu như sau trận đấu này khép lại thì hai đội bóng của trận bán kết hai đó là các thủ Tây Nam và Phước Phú Đông sẽ bắt đầu ngay sau trận đấu này với một chút khởi động. Một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi xin nhắc lại cầu lên bóng dành cho các thủ Phước Chấn. Đây là Văn Khuynh. Tiếp tục đang là Văn Khuynh. Văn Lợi. Không được rồi. Ban tổ chức thì nhắc lại là một số cổ động viên đang đứng ở khu vực cầu môn của đơn vị Phước Chấn. Rất mong mọi người chúng ta lùi xa khu vực này để chúng ta có thể có được một không gian tốt dành cho các cầu thủ thi đấu.
Lấy bóng dành cho các thủ Phước Chân. Rất quyết liệt. Bóng bắn là sự nhập cuộc để cho có bóng quyền nữ các thủ Phước Chân. Đây là Đăng Trường. Quảng Lang là Đăng Trường. Và Đăng Trường đã bị phạm lỗi. Người đã phạm lỗi với Đăng Trường đó là cầu thủ số 21 bên phía đơn vị tài trợ. Đó là Thân Tâm. Và cơ hội để cho các cầu thủ bên phía Phước Chân có được bàn thắng tiếp theo với tình huống cố định như thế này. Và bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi và cơ hội dứt điểm mà một pha đá phạt đến từ các cầu thủ đơn vị Phước Chân. Và đứng trước bóng đang là hai cầu thủ số 9, Văn Lợi và Ngọc Trường. Và khả năng nó cũng sẽ là một pha dứt điểm thẳng khi các cầu thủ bên phía đơn vị Phước Chân đã không tham gia ở trong pha bóng này ở trong khu vực cầu môn. Khán giả đang ngày một cuồng nhiệt hơn đến từ đơn vị Phước Chân. Họ vẫn đang đến gắt gần với chiến thắng. Và đây là pha dứt điểm đến từ Ngọc Trường. Một pha dứt điểm rất căng chân đến từ Ngọc Trường. Thế nhưng vẫn đi quá cao so với khung thành của thủ thành đơn vị tài trợ, đó là thủ thành Tân Tôn. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này đến từ Ngọc Trường. Đây đã là phút thi đấu thứ 76 rồi. Thời gian không còn nhiều. Phước Chân đang đến rất gần với trận chung kết của kỳ đại hội năm nay. Và đơn vị tài trợ thì chắc chắn họ không muốn điều đó xảy ra. Rất hay, Đăng Trường. Văn Lợi vẫn không thể có được tình huống dứt điểm. Rõ ràng thời tiết đang là một điều gì đó nó đang khiến cho thể lực của các thủ đang suy giảm rất nhiều. Cả hai đội bóng vẫn đang cố gắng chiến đấu với những phút thi đấu còn lại này. Rõ ràng gương mặt thấm mệt đến từ cả hai. Thế nhưng chúng ta vẫn thấy được sự quyết tâm đến từ đơn vị tài trợ là như thế nào. Họ vẫn luôn có những tiếng ý ớ với nhau để có thể hỗ trợ cho nhau ở trong những tình huống mà họ đã để mất bóng. Đó là một tinh thần không chịu bỏ cuộc đến từ các thủ bên phía đơn vị tài trợ. Và vừa rồi tiếp tục đó là một tình huống liệt vị đến từ Đăng Trường. Một tình huống tỷ đề rất kinh nghiệm đến từ cầu thủ số 21, Lê Văn Thảo. Trên sân thì một tình huống nằm sân đến từ Phước Chân. Thời gian đã trôi sang những phút thi đấu cuối rồi. Chúng ta đang chứng kiến một trận bán kết thực sự là kịch tính và hấp dẫn. Nó xứng đáng là một trận bán kết trong mơ. Và bây giờ thì tấm vé được chơi ở trận chung kết đang đến rất gần với các cầu thủ Phước Chân. Rất đơn giản. Thủ thành Khánh Quý đã ôm gọn bóng ở trong pha bóng vừa rồi. Đây là anh Tuấn.
Bây giờ xem ta sẽ cùng đi đến với một tình huống ném biên đến từ các thủ Phước Chánh. Đây là Trần Vĩ. Thêm một tình huống ném biên nữa dành cho Phước Chánh. Thời gian đúng đã trôi sang những phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Phước Chánh đang đặt một chân vào trận chung kết của kỳ đời năm nay. Trọng tài xác định sẽ là một tình huống ném biên dành cho đơn vị tài trợ. Rất quyết liệt. Một tình huống kẻ chân rất nguy hiểm đến từ cầu thủ số 19. Đó là Thanh Thiên. Và hy vọng khán giả chúng ta không áp sát ở trong tình huống mà các thủ đang thi đấu trên sân. Sẽ có những đội ngũ chăm sóc viên sẽ xử lý trong tình huống vừa rồi. Rất hy vọng khán giả chúng ta hỗ trợ cho ban tổ chức. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt dành cho các thủ Phước Chánh. Người đang đứng trước bóng tiếp tục quảng đàn là đội trưởng Ngọc Trưởng. Thế nhưng quan sát thì trọng tài trận hiệp thi đấu thứ hai này sẽ có thêm 3 phút bù giờ. Ôi, đây rồi! Và khả năng đây là dấu chấm hết cho đoàn quân của Huấn luyện viên Võ Ngọc Hoàng. Tỷ số hiện tại đã là 3-1. Một siêu phẩm xuất phạt đến từ Ngọc Trưởng. Bàn thắng đến ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng với thuộc bù giờ. Và ngay sau khi có được bàn thắng thứ 3 thì ông Tô Văn Suý cũng đang chuẩn bị có sự thay đổi người tiếp theo. Ba một là kết quả hiện tại và tấm vé vào trận chơi ở trận chung kết đang ngày một rộng hơn cho đến từ các thủ Phước Chánh. Một pha làm bàn quá đẳng cấp đến từ đội trưởng Ngọc Trưởng và chính cầu thủ này vẫn đang là niềm cảm hứng đến từ đội bóng áo đỏ. Lên bóng dành cho đơn vị tài trợ. Dứt điểm. Đây là Ngọc Thạch. Đơn vị tài trợ đang đẩy cao đội hình. Còn tiếp tục đang là Ngọc Thạch. Mặc bóng rồi. Phản công dành cho các thủ Phước Chánh. Tình huống 3 đánh 2. Văn Lợi và người chiến thắng đang là đội trưởng số 5. Một tình huống can thiệp kịp thời đến từ Đức Hiệp. Sự thay đổi người đến từ các cầu thủ bên phía đơn vị Phước Chánh, cầu thủ số 5 là người rời sân, người được tung vào sân đó cầu thủ số 19. Cao Vũ. Những phút giây bù giờ cuối cùng của trận đấu này. Phước Chánh đang đến rất gần với trận chung kết. 3-1 là kết quả thật sự an toàn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Tô Văn Suý. Đường truyền vào bên trong, không được. Rõ ràng các cầu thủ đơn vị tài trợ đi đến với giải đấu năm nay đang là một đội hình khá là chất lượng. Thế nhưng rõ ràng với những gì mà các cầu thủ Phước Chánh thể hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay, tấm vé vào chơi ở trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng.
Lại là một tình huống nằm sân nữa đến từ các cầu thủ Phước Chanh. Thời gian thì không còn nhiều nữa rồi. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài ông Trọng Minh Thị cũng đã vang lên. Trận đấu bán kết 1 của chúng ta đã khép lại với chiến thắng nghiêng về phía các cầu thủ Phước Chanh với tỷ số là 3-1. Và xin được chúc mừng các cổ động viên cũng như đoàn quân của huấn luyện Tô Văn Suý, họ đã có được tấm vé chơi ở trận chung kết. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi đến với trận đấu bán kết 2 đến từ cặp đấu giữa Tây Nam và các cầu thủ Phước Phú Đông. Vì hiện tại thời tiết cũng đang nắng dần lên, chính vì vậy rất mong các cổ động viên chúng ta cũng sẽ hỗ trợ cho ban tổ chức và đơn vị hai đội bóng cũng sẽ tiếp tục đưa đội hình xuất phát của mình vào khu vực vòng trong.